thất bại luôn rồi. Không thể chết luôn. Nhận chuỗi tháng 16 tập. Still hit like baby ram. No horns yet. Không thể thua luôn. Để nó xếp hàng rồi. Always bring pro. Ok, cho Râm lên ba luôn. Quấn gì nữa lại. 17 là win. Vì tại vậy đầu tới cuối không có một thằng nào luôn á. Hay là anh sở hữu ra chưa? Bạn cứ hát pro ra lúc máu. Đường nào thôi. Nói với bạn là cứ lấy xào đi leo ra một này là không có gì các bạn. Chết là cái gì luôn. Đồ còn vẫn chưa ép hết. Quá nhiều tiền luôn các bạn. Hồi nãy năm mấy tập vàng cao nhất một dáng tổng thu nhập là 13 tiền. Lại tích năm với lại cái năm mấy tập vàng 9 năm. Nhưng mà đặt từ 7 đặt cho nên không có nhập. Ôi giời ơi. Đánh nhanh nè. Hai chung. Đây mùa này nè. Lên thách đấu với hầu vậy. Rồi mình nói không có sai các bạn. Mình với cái đà leo lên thách đấu luôn. Mình mới khám phá ra các bạn không. Comes doom. Quản nhất định không thể thua.
không phải thua. Đấy, mau quá vậy. Đường đông, giáp lưới. Đây, bất mở không như vậy. Ok, mình kết thúc video tại đây nhé. Mình nói với bạn mình đang bị thách đấu mà.